Châu Tinh Tinh. Tôi là chủ nhiệm quán đạo trong trường học này, Lâm Tác Đông. Con muỗi ở trung học bên anh chuyển về đây à? Ở đó chỉ có rơm rác, không nên thân gì hết. Tôi mặc kệ nhà anh với nhà trường có quan hệ gì với nhau. Trường Eden House này là một trường học tốt nhất, bồi dưỡng học sinh giỏi nhất. Tôi không muốn một con sâu làm sâu nồi canh. Anh không biết điều, tôi đuổi anh ra khỏi trường, hiểu rõ chưa? Yes sir. Có duyên làm sao? Dẫn anh vào lớp đi. Theo tôi vào lớp. Nè, khoảng vào năm 1987, người ta có tiến hành một sự quan sát trên không trung Nam Cực. Và đã chứng thật trên không trung Nam Cực có xuất hiện một cái lỗ ozone. Những tia sáng tử ngoại quang rất có hại đối với sinh vật. Nếu như nhẹ thì sẽ làm cho di truyền cơ nhân của sinh vật có sự đột biến. Nếu bị nặng thì sẽ giết chết những tế bào đã bị chiếu trúng. Thực vật cũng vì vậy mà bị khô héo. Không có tự do, mất đi tự do, thương xót đau lòng muốn rơi nước mắt. Đi sai đường, đi lạc lối, lần này thiệt là đau khổ lầm than. Thằng nào liệt tao, thằng nào liệt? Cái gì? Liệt cái gì đó? Nghe đây, lấy cái đồ la bản ra. Cho tôi biết mình đi. Tụi mày đi. Mua vô bệnh cả chân. Ok. Tôi mặc kệ cậu mới tới hay là gì. Cậu vào lớp rồi mà còn tung quanh Đức Hải nữa hả? Nói cái gì? Cô giáo có tự tôn biết không? Bắt đầu học. Được rồi, bây giờ chúng ta nói đến tầng đại khí. Tầng đại khí có thể chia ra rất nhiều tầng. Tầng ở gần nhất địa cầu chúng ta thì gọi là tầng đối lưu. Tính từ mặt đất lên trên không, ở không gian từ 15.000 thước tới 50.000 thước, chúng ta gọi nó là tầng đình lưu. Đời nhà Minh rất coi trọng hình pháp, tất cả đều dùng nghiêm hình đối phó, đặc biệt là khi quân phạm thượng. Kết đảng, kết xã, tìm ngụy khuy tư. Quỳnh Tiểu Uy. Thưa thầy, xin hỏi cái gì gọi là tìm ngụy khuy tư? Tìm ngụy bây giờ gọi là nằm dùng, có nghĩa là trà trộn vào trong hàng ngũ đối phương. Loại người này phải thi hành cung hình. Cung hình là gì? Tức là các con chim đó. Ừ. Các bao nhiêu? Coi cậu có bao nhiêu. Ê. Shit. Ai da. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Lẹ đi, lẹ đi. Lẹ đi. Lẹ đi. Lẹ lên. Lẹ. Ây à, là lấy quên sách nữa rồi, sao mà hay quên quá vậy ta? À, thiệt là cứ quên hoài. Hả? Cái tiếng gì vậy?
Ê nè nè nè, lên đây tiếp tay tôi đi ha. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên đi mà. Đáng kiếp, đáng kiếp. Ê, cái cậu học sinh cười lớn tiếng như vậy, mời lên đây đi ha, mời lên đây. Tôi đây, lên đây. Cậu tên gì vậy? Châu Tinh Tinh. Còn cậu? Quỳnh Tiểu Quy. Cậu tên gì? Châu Tinh Tinh. Còn cậu? Quỳnh Tiểu Quy. Ê, cậu học trò này, cậu tên gì đó hả? Châu Tinh Tinh. Bây giờ tụi mình bắt đầu nữa nha. Cậu Châu Tinh Tinh, cuộc thí nghiệm mà mình đang làm này á, hơi phức tạp một chút, cần phải ghi nhớ có trật tự. Nếu không có trí nhớ thì rất là nguy hiểm đó, hiểu không? Sorry, thầy nói cái điều quan trọng nhất cuộc thí nghiệm này là trí nhớ. Nếu như mà không có trí nhớ, rất là nguy hiểm đó. Chú lại đi, mắc mới tôi chú chứ. Cậu làm ơn bước xuống đi mà. Kéo tôi xuống đi làm cái gì đây? Cậu đang đạp trên bụng của tôi kìa. Nè nè nè, đừng có chạy nha. Nè nè, tôi có mật mã đó. Mật mã? Gà rùa xương chén muỗng. Sao nói mật mã? Gà rùa xương chén muỗng. Là cái gì? Là mật mã. Thế dạ. Ở chết rồi, chết rồi. Ở đây ai cũng bị thần kinh đó, đừng cãi. Được, xuống. Tôi ra từ cửa chính nha. Ê, cửa chính không được đó. Làm gì vậy chứ? Cái thằng này tự nhiên mát quá đi. À, tôi mát, tôi muốn về nhà. Làm cái gì? Sorry sir. Tránh ra đi. Tôi muốn về. Xin lỗi nha. Tôi muốn về. Anh cũng sợ chứ. Tôi thấy khó chịu trong người lắm. Cô làm ơn tránh ra đi. Tôi muốn về nhà. Anh không được khỏe hả? Vậy đi theo tôi. Coi cho anh có số hay không. Không có số chút nào hết. Có chứ. Đâu có. Nè, anh coi đi. Cái ống khám nhiệt này không có tốt đâu à. Tôi có sốt mà, thì tình là thê thảm lắm. Nè, anh hãy cho tôi coi cặp mắt của anh. Ngó xuống dưới. Ngó lên trên. Liếc qua bên trái. Nè, sao trong mắt của anh không có nhúc nhích? Tôi sốt tới nỗi nhúc nhích không được. Anh giả bệnh có phải không? Tôi là Miss Hồ. Tôi không có giả lớp của anh. Nhưng mà tôi phụ trách công tác chỉ dẫn lớp của anh. Anh trở về lớp học đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ tới kiếm tôi. Đi về đi nha. Có phải tao vô ý luyện cái hộp để bút của mày mày giận phải không hả? Đâu có phải. Tao đâu có giận, đâu có giận. Bây giờ tao sợ lắm đó. Vậy lần này phải đền bao nhiêu tiền hả? Tao đâu biết. Để coi mày biết điều không. Còn 200. Ồ, vậy cũng được. Nếu mà tao biết được trong mình mày có tiền á, thì tao không liền học bút mày đâu. Tao chỉ liền mày thôi. Biết rồi.
Hay quá, hay quá. Cố tình tới rồi. Mày đừng hiểu lầm, tao không phải là giúp mày đâu, cũng không thể giúp mày. Ca không phải là cứu tinh của mày nữa, cho mày biết. Anh được mà, nếu như vậy về sau tụi nó sẽ ăn hiếp anh mà không ăn hiếp tôi nữa. Cảm ơn anh nha. Ra rồi. Đi. Nè, cố tình, ra đây. Gì nữa đây? Tôi có mật mã. Vậy hả? Sao không nói sớm? Hồi nãy tôi quên mật mã mà. Anh Tinh, tôi là mật thám 5798, tôi tới đây để tiếp ứng anh đó. Cái tay chú rung vậy, về nhà nghỉ đi. Đâu phải tay rung, tôi bị bệnh giả đò thôi. Chỉ giả đò thôi như vậy em mới khỏi làm việc nhiều chứ. Anh Tinh à, cấp trên biểu anh tới nhà tôi ở trước. Ngắm cây làm gì vậy? Tôi bỏ hút. Ê, Miss Hồ đó, anh đừng yêu trộm người ta nghe không? Bạn trai của Lạch Thanh Tha trổ phản xã hội đen đó, biết chưa? Nói gì vậy? Cái gì? Tôi đang theo dõi cái thằng nhỏ ngồi lan can giật thuốc người ta hút kìa, thấy không? Thằng trộn đó hả? Lai đó. Là anh hai của Tứ Hổ ở núi Bà Kê. Đại ca của nó dữ lắm. Tên là Đại Phi. Cái vụ cấp trên bị mất súng, nó bị tình nghi nhiều nhất. Theo dõi nó. Đi. Dạ. Đại ca. Cái thằng mất dịch này, bày mưu dở ẹt. Ẹt hả? Bây giờ mày bị người ta đòi nợ đó. Buôn lậu ma túy được rồi, còn gì buôn lậu khí giới nữa chứ. Tại anh nói là có chiến tranh đi rắc bùng nổ, có thể buôn lậu súng được mà. Sao mày không khuyên tao? Bây giờ có AK-47 để làm gì đây hả? Có súng lục có thể đi ăn cướp. Thằng Sơn tới rồi đó. Mày đừng nói với tao. Thằng đó làm phách lắm đó. Làm phách? Có tiền thì làm phách rồi. Mày có tiền cũng có thể làm phách vậy. Ê, mới tới hả? Vô phòng đi. Nè, cá phong thủy đó mà, đừng có phá nha. Xin đừng chấp nhất. Thế nào? Ê, bây giờ mày làm hết quá ha. Yên tâm đi, ba của tôi du lịch rồi. Chiếc xe lên tới sống tranh, ổng còn chưa về nữa. Để coi sao. Phải rồi, luôn tiện anh trả dùm tiền hai chiếc xe của anh hai tôi lần trước đi. Người ta trả cho tao, tao mới trả cho mày mà. Bộ mày cần dùng tiền lắm sao? Ai nói không cần tiền chứ? Ở trường học ráo tiết kiệm hà tiện không có đủ à, tôi đi hai đêm mà karaoke nữa. Nè, mấy hôm trước tôi lượm được cái vật quý này nè, anh coi xài được không? Đúng vậy đó, tụi tôi rất khó khăn mới lấy ra được từ sở cảnh sát đó. Súng cảnh sát. Có gì đại ca mà có gì đại ca, có mấy cộng xin đừng giận với nhau nha. Mấy cái bài gì này của ba chú hả? Tôi cũng muốn vậy. Nếu có nhiều cha như vậy cần gì phải làm nữa. Nè, đây là những người hợp tác cho tôi hồi trước đó. Có mì ăn. Muốn ăn thì nấu ăn. Thiệt vậy sao? Tự kiếm ăn hả? Không được hả? Tự kiếm ăn là phạm pháp đó. Chú có mấy người hợp tác? 9 người. Sao có tới 10 bài gì lần? Phải chuẩn bị sẵn 1-2 người. Coi có ai may mắn hợp tác với tôi, như vậy có dùng được cũng tốt, không dùng được cũng tốt. Chuẩn bị có lúc dùng đến anh đó, anh có thấy ngại ngùng gì hay không hả? Sao vô trân trân vậy? Có ngại hay không ngại gì chứ, chú nói gì vậy? Không hiểu sao? Không hiểu cũng tốt, cũng tốt thôi. Còn trẻ mà chết nè, thì anh tôi ăn mì, tôi ra phố ăn mì. Nhớ làm bài á, sáng mai còn đi học nữa. Chơi giặc à chứ? Đừng chửi.
Hết gì rồi? Ta tiếp tục nói nó đi hả? Sao cả đời dơ bẩn như vậy? Tôi quen rồi. À nè, dạo này tôi làm cu ly ở trong nhà trường. Thật ra công việc thì cũng đang trôi chảy. Ai về có sếp tin tới, chỉ biết tự mình nấu ăn, tự mình ăn rất là phiền phức, không biết nấu cho người ta ăn. Hey, dạo này anh đang làm gì đó? Tôi thì khỏi nói, hoàn cảnh đâu được tốt như anh chứ. Tôi đang theo dõi tụi thằng Phi đó. Buôn lậu khí giới. Thiệt vậy sao? Tụi tôi cũng đang theo dõi đại Phi đó. Nhưng mà chỉ kiếm cây súng cảnh sát thôi. Súng cảnh sát? Gì hả? Đâu phải. Tụi nó có súng liên thanh đó mà. Ở Hồng Kông có thứ này nữa sao? Phải đó, hàng đã chở tới rồi. Còn chở với ban ngày nữa. Đừng nói cho ai biết nha. Lợi hại ha. Nè, tại sao anh tóm cổ nó đi? Nè, tôi mua lần này là phần tử khủng bố đó. Cấp trên kêu phải bộ lưới bắt hết tụi nó. Bộ lưới phong lao hả? Có gì sơ suất sẽ chết nhiều người lắm. Cho nên đừng bước may động rừng mà. Hay là như vậy, mình hợp tác đi. Sau này anh biết cây súng đó ở đâu, nói cho tôi biết đi. Tất nhiên là vậy rồi. Hiểu đó. Người có trọng tình nghĩa mà. Hồi trước tất cả nằm dùng đi ra ngoài làm việc, tất cả đều chết hết rồi. Chứ còn có tôi với anh thôi. Nếu mà không chịu cố đến anh thì chịu cố đến ai chứ, phải không hả? Ai cũng chết được, nhưng mà thằng này xin đừng cho nó chết. Sao mà khó nghe quá vậy? Anh Phi à, xin anh đừng giận, có chuyện gì hết tôi tự thương lượng đi mà. Anh có nhớ thằng già Tiêu đó không? Thằng mà bị anh bắt 10 năm trước đó. Nó hỏi thăm anh đã xếp Dương à. Chỉ đứng một chân, giơ tay cao lên. Hay quá, giống Bùi Dưỡng á. Coi được chưa? Anh nói cái gì? Tao nói là mày coi được rồi á, thì nhớ là đừng có bao giờ cười nha. Tao nói rồi, không chịu nghe lời. Mỗi tuần có kiểu phạt lại nha. Đáng kiếp lắm. Ai kêu lóc cá mới vô mà đã phá phá người ta không mà. Phạt thì đáng lắm rồi. Phạt như vậy là đáng lắm. Đáng rồi. Mỗi tuần em học sinh thì vô dụng quá đi mà. Không có đầu óc gì hết. Đúng rồi đó, đúng rồi. Tối ngày cứ quên trước quên sau, thiệt là vô dụng.
Đáng kiếp lắm đó mà. Nhìn cái mặt thấy ghét, phạt tôi đáng cái đời. Thấy xấu hổ nhục nhã, gặp tao không dám nhìn ai nữa nha. Ngày nào cũng bị phạt hết trơn, kỳ quá, làm phách làm lối. Gặp tao giờ này không dám ai qua đường được. Hai anh ngồi đây làm cái gì vậy? Kêu đi tra súng á, lại ngồi đây tra từ điển chứ. Nè, ông sếp à, hồi nãy anh có làm bài vở nên cả ngày không có được vô lớp học. Không cho vô. Còn phải phạt nữa. Đừng đó. Cần gì phải vô xét trong lớp học chứ, không vô lớp học cũng phải tra xét được mà. Nếu mà vở tôi làm không có xong thì cửa trường đâu có vô được chứ. Không vô được làm sao điều tra được cái gì đây? Nè, cái bài toán này nè, biết làm không? Làm giùm tôi đi. Cái thứ tâm giác này tôi không biết đâu. Hay chà, lúc ban đầu sếp kêu tôi làm nhiệm vụ đâu có thái độ kỳ cục vậy chứ. Phải rồi, lúc nào tôi cũng vậy hết á, nghe anh ta nói chưa? Lúc trước tôi nhỏ nhẹ với anh á là muốn anh làm như này thôi. Thôi được rồi sếp à, hay là qua bên ngoài có người nào biết vô làm giùm chảnh đi đi. Bọn anh điên sao, làm như là bể chuyện hết á. Nè, tôi cho anh biết nha, nếu mà làm không xong á, tôi sẽ lấy cái cán kéo á kẹp bể cái đầu của anh á. Bể cái đầu gì? Tức là cái cán kéo viết bài á, nó sẽ kẹp bể cái đầu của anh á. Cán kéo á, sao chưa hả? Sợ lắm. Cán cây kéo. Chú coi mắc cười không? Nè, hồi trước ông còn gây gớm nữa đó. Hồi trước đâu phải chứ. Một người đánh hai mươi người. Đánh hai mình chứ mấy bài thì tôi tin. Bà không sao chứ? Không có sao chứ? Không có sao chứ hả? Sao nói như vậy chứ? Ây da, nguy rồi, trễ giờ nữa. Làm gì vậy chứ? Mới có 6 giờ mà. Xuyên như vậy làm truyền nhiễm đến mình rồi. Mình cũng phải đọc sách chứ. This is A, this is B. Nè, khoai lang à, khoai lang. Tôi không hỏi là tôi khoai lang đâu. Nhưng mà mày giống lắm. Cái bài sinh nhật ngày qua làm chưa? Cho mượn đi. Có không cho mày mượn, mày mát rồi. Nè. Trả cho mày 50 mua cái bài đó. Đưa đây. Chưa có đưa bài cho tao, muốn lấy tiền hả? Nè, mày coi nè. Đây, tao có đèn phát nhanh cho mày nè. Được rồi, tao mua. Đây, nhật lý nữa nè. Từ đi. Mua không. Đánh nè mày, đánh nè. Cầm chiếc lý gì? Tao nè. Tao có đèn nè, đèn phát nhanh nè. Mày làm gì? Của tao mà. Tao coi. Đưa đây, từ mà. Nè, làm gì dữ vậy? Tao cũng được các bạn mọi người đứng đó. Mua không hả? Phải rồi. Bây giờ mới chép hả? Vô ích thôi, không có tiền đồ đâu. Coi nè, tao làm xong rồi. Anh giỏi rồi. Dĩ nhiên rồi. Tao nói vậy không phải là khi mày đâu. Tao cho mày biết nha, bắt đầu ngày hôm nay á, tao không có cho ai liền cái đồ lao bản vô mặt tao đâu nha. Từ ngày hôm nay không có ai được bắt tao ra ngoài hành lang đứng, không ai bắt tao ra ngoài sân đứng cả. Còn phải trao tấm bản nữa để người ta chê cười tao hả? Không bao giờ đâu. Từ từ chép đi. Trắc nghiệm đột xuất, ai không đủ điểm thì phạt đứng ngoài sân một tuần lễ. Không có sao chứ? Nè, có sao không đó? Nè, sao tự nhiên té vậy? Hả? Bà xuống đi. Thank you.
Nói điện thoại hả? Không được sao? Sao gọi lúc này? Hả? Cái gì lịch sự? Anh nhủ vô đó đi. Đâu được ông sếp? Tôi đâu có biết lịch sử gì đâu. Tôi chỉ biết đi cầu tiêu thôi. Cúp dây nha. Cô thư ký à, kêu những ai trên dây có qua lên đây cho tôi. Chú hỏi giùm tôi, cái người tướng Bình Định vụ loạn ăn sự đã làm cho nhà Đường tránh được sự nguy hiểm là gì? Làm ơn nghe kỹ nè. A là Bất Tử Nghi, B chữ B đó có nghe rõ chưa hả? Là Lý Quang Bật. C là Lý Khắc Dụng. Lý Khắc Dụng không phải là Khắc Cần. Alo, A là Quách Tử Nghi, B là Lý Quang Bật. Hả? Ai là người Bình Định vụ loạn ăn sự? Nói đi. Quách Tử Nghi và Chu Ôn. Không phải đâu, hình như là Lý Quang Bật và Chu Ôn. Ý da, ai là người Bình Định vụ loạn mà Quách Tử Nghi hay là Chu Ôn? Trả lời đi. Trời ơi, còn tra sách nữa. Ê, không phải. Ê, đúng rồi, đúng là Chu Ôn đó mà. Đúng rồi. Ê, con à, có phải là Chu Ôn không con hả? Ê, có phải Chu Ôn không? Hả? Câu đáp là B đó. Câu đáp là B đó. B. Chuối. Chuối là banana. B. Ê, chú hỏi ông giùm tôi. À, ngu Lý Đánh Tranh là cái gì? Trả lời đi. Lẹ đi. Hả? Là cái gì? Khỏi đi. Thì lại là sách anh nữa hả? Trả lời lẹ lên rồi. Ngu quá vậy. Sao mà ngu quá vậy? Học cái gì chứ hả? Thật vô dụng. Từ từ đi. Dù quán gì mà giữ vậy? Làm sao biết nữa. Trái táo. Apple. Apple là A. Cũng được. Nè, cái đề này phải nghe cho rõ nha. Nè, lại là đi đó, đi đó. Câu đáp là đi. Đi là đót. Đi, đi là đót. Chú Đạt à, chú ở đây làm gì vậy? Anh đang lục rác. Lục rác đó. Ống cầu tiêu bị nghẹt rồi, chú đi thuộc giùm tôi đi nha được không? Mau lên đi. Đi đi. Alo. Alo. Xong rồi. À thưa sếp, vụ án gì nữa? Ba con chó sói. Ờ, đã treo cổ rồi mà. Xét lại vụ án. Không. Cỡ ngựa hả? Té ngựa. Vậy tức là ăn cắp xem rồi. Không phải là hai đứa, chỉ có mình tôi thôi. Bắt tôi đi. Cậu theo tôi. Nè, chờ lát. Thì hết chỗ nói, trách nhiệm trung sử lấy quyển quốc văn ra cộp về. Hey, sao thất bại quá vậy? Nếu như vậy thì đâu có phải là ăn gian đâu. Tôi không nghĩ đến tội danh gì. Tôi chỉ cần xử phạt cho thích đáng thôi. Các người có ý kiến gì không? Theo lệ thì giảm bớt điểm hành kiểm. Im miệng. Đừng có nghiêm ngặt như vậy. Cứ tính là giảm 12 điểm thì sẽ bị đuổi ra trường. Miss Lương, cô nghĩ sao? Chị thắng tay. Cô nói cái gì? Bọn con muốn sao? Nó cập về đó mà. Là giai đoạn phải trải qua của đời người. Xin hỏi có người nào mà không cập về đâu.
Chủ yếu á là phải dùng đầu óc. Sao cậu cọp dê mà cũng không biết dùng vậy? Đứng ngay lại, còn tránh nữa hả? Ây da, biết dùng đầu óc hay không thì là đáng phạt rồi. Theo ý tôi, tốt nhất là thi lại một lần nữa. Một lần không biết thì thi hai lần, hai lần không biết thì thi ba lần, thì tới chừng nào biết mới thôi. Bây giờ cô phạt nó hay phạt tôi? Tôi đâu có nhiều thời giờ vậy chứ. Ông mới đi đường nuôi ngựa đi. Tôi tán thành. Tôi đề nghị là đi gặp gia trưởng của nó để tìm hiểu tình hình gia đình nó thế nào. Được, bây giờ tôi quyết định Châu Tinh Tinh cốt về phạt ở lại lớp một tuần lễ để quét sân trường, hai tuần lễ giảm hình kiểm trừ 5 điểm, đến tuần sau thi lại. Còn nữa, tôi muốn gặp gia trưởng của cậu. Gia trưởng? Không có. Tôi không có cha, không có mẹ, không có bà con bạn bè gì hết. Vậy ai là người giám hộ? Người giám hộ là tôi nè. Gặp mặt tôi được rồi. Hồ sơ đó. Người giám hộ của nó là ai? Chú Đạt. Chú Đạt. Ê, đừng có ổn mà. Chết bây giờ đấy. Nguy rồi. Chú Đạt, Châu Tinh Tinh là con của chú thiệt hả? Anh cấp trên nói giùm đi. Châu Tinh Tinh, con nói đi. Cứ nữa nói đi. Phải. Tất lễ. Tôi đã đoán biết trước rồi. Coi hai người họ kìa, giống như là đúc vậy à. Đâu có phải. Như đúc cái gì chứ? Ba của nó mà... nè, không phải đâu. Trong hồ sơ của anh thì là họ Tào, còn nó thì là họ Châu. Tại sao như vậy? Tôi đâu có biết. Sao vậy? This in order. Khi sanh nó ra, tôi đặt nó là Tào Tinh Tinh. Nhưng mà sau đó không biết tại sao nó lại đổi tên là Châu Tinh Tinh. Trả lời vậy được không? Yes, boy. Chủ nhiệm, không có gì nữa, tôi về. Chờ một lát đi chú Đạt. Chúng tôi mời chú tới đây là muốn nói cho chú biết con của chú chép bài người khác đó. Chép bài người khác? Dạ không đúng đâu. Chép bài người khác là đâu có tốt. Vậy đâu có tốt, phải không thầy? Thôi vậy tôi về đó. Nè, chú Đạt à. Chú chưa có hiểu về sự quản giáo đó. Thì nhà trường và gia trưởng đôi bên phải phối hợp với nhau, như vậy mới được chứ có phải vậy không? Nếu mà chỉ có nhà trường khó quản giáo được lắm. Con của chú đó vô học chưa đầy 3 ngày đã đi chép bài người khác rồi. Nói đại đi rồi về mà. Chú phải để ý quản giáo nó mới được nha. Phải rồi. Khỏi phải nói nữa đi ha. Chủ nhiệm mà tôi biết mà. Thằng khốn nạn đi. Thằng dám copy mày. Cái chú cà chớn này. Sếp à, anh đừng có hại tôi vậy được không hả? Anh kêu tôi dùng hết sức đánh anh. Anh biết anh cứng rắn mà, biết sao. Đúng. Tôi lớn tuổi rồi, xương cốt nó gần mục rồi. Sau khi tôi đánh anh xong, tôi thấy nhức mỏi cả mình mẩy, xương tay miệng nước hết rồi, anh thấy không nè. Vậy xin lỗi nha. Không sao đâu, ai kêu tôi làm nghề này. Chú đi khám bệnh đi, tôi trả tiền cho. Cảm ơn. Chứ đừng có nóng nảy nữa mà. Bạn học Châu Tinh Tinh có biết là ba con anh dĩ đã đến mực nào hay không? Không sao đâu. Làm cha mẹ ai cũng vĩ đại vậy mà. Không sao đâu. Như vậy không có được đâu. Hay là như vậy, để tôi dạy thêm cho cậu. Chúng tôi không có tiền đâu. Vậy được đó cô à. Chú Đạt, tôi dạy không có lấy tiền đâu mà. Không được. Tôi sẽ răng dạy cho anh giỏi lại. Không được. Quyết định như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, chứ đừng có lo nữa. Cảm ơn. Còn rung nữa, bây giờ sướng rồi đó. Ông cứ giờ rung hả? Muốn bắt đáp tôi à? Nè,
tỉnh lại đi nha, đừng có để bể chuyện đó nè anh. Có người kiếm anh đó. Ai? Ra ngoài sao biết? Ok, đi. Kìa, nó tới rồi kìa. Nó tới rồi kìa. Đây đây. Bên kia kìa. Thằng nào ông chúng nó đứng ngồi bên kia đi. Bên kia, bên kia. Bên kia đi. Lên, lên, lên. Lên, lên. Bên kia. Anh muốn lấy tiền mua hộ thì tôi trả cho anh không được sao? Cái thằng Quy này mà muốn chết hả? Chờ tao bắt được mày lấy cái miệng mày để làm gặp thằng thuốc. Hả? Bắt nó qua đây. Còn gì nữa không? Không còn nữa. Nếu không có gì từ đây về sau đừng kêu lên chỗ này nữa nha. Tôi biết rồi. Thiệt là không có tiền đồ gì hết. Anh tin à, anh còn lợi hại hơn là Lý Tiểu Long nữa đó. Đại ca hay quá. Tiền đại ca. Đại ca hay quá. Thiệt là lợi hại nha. Đáng một cái là chết. Còn nữa, tại sao cậu không nhét vào trong? Lần này không đánh cậu không được đâu. Xe bằng tay ra. Xe ra đi. Nhanh lên. Tôi lớn như rồi mà còn đánh tay sao? Đưa tay ra. Tôi khỏi đi mà mấy sâu. Tay kia. Nè, nếu muốn đánh á, đánh đây nè. Cô có việc tự nhiên ra sức đánh cho mạnh đi. Như là cái bay đổ rác vậy. Chú coi, một lát nữa mấy sâu lên đây mình xấu hổ lắm đó nha. Dọn dẹp đi. Nè, đây là cái gì đây? Cái lò nướng hả? Nuốt miếng bánh mì đi. Đem máy sách cho mô chú đem về phòng đi ha. Đi đi. Kêu chồng cho bộ hả? Kêu bộ hả? Đi chọn không? Dọn thì dọn. Đi, nhanh lên. Rồi để thì dọn chứ. Nhanh lên. Trời ơi. Mau lên là tưởng trà tôi không chú đánh hả? Mau lên. Mau lên đi. Vậy vậy. Bên kia đó. Cái phòng của con đâu có lý gì lớn hơn phòng của cha. Biết sao à? Chỗ này tôi không được hiểu lắm. Chỗ này hả? In this session, we'll be giving model letters dealing with different kinds of social situation, followed by similar exercises. Lẹ lên, chạy lên, nhanh lên đi. Sao không đem báo kiến vậy? Các trò làm gì đó sao buồn rầu quá vậy? Buồn hả? Kêu biết sò dẫn đi du lịch đi. Hay là như vậy, hãy dẫn luôn các bạn gái của mấy trò cùng đi. Hay, quan hộ Miss à, hay thiệt. Đi, đó là cái gì? Đó là hồng trà. Nè, không thua hả? Bài đặt không thua nữa, quan bỏ đi. Tôi kêu quan sát bây giờ đó. Còn gì là tương lai nữa? Bọn không hút thì sao? Tôi đang có hút.
mắt nhìn sao mua nổi chứ. Cô không tin hả? Cô không tin thì ngửi cái miệng tôi nè hả? Ây da, bộ anh điên rồi hay sao vậy? Nè cô coi đi, răng tôi đâu có nhiều thuốc đâu. Ủa nè, tại sao lại có răng trám sớm như vậy? Năm nay được mấy tuổi? Năm nay hả? Tôi 18 tuổi. 18? Sắp 19 rồi. Nhưng mà thấy tướng còn lớn trước tuổi đó. Tôi đã chín mùi rồi, ăn được rồi đó. À phải rồi, tất cả những người bạn trong lớp họ đều có bạn gái hết. Vậy bạn gái anh đâu? Tôi không có. Bởi vậy tôi không bao giờ tán thành các học sinh trong giờ học lại đi nói chuyện yêu đương. Như vậy thì mất thời giờ lắm. Anh xảo quyệt quá. À vậy sao? À tôi có thấy bạn trai của cô thường hay chờ cô trước cửa trường lắm hả? Sao biết người đó là bạn trai của tôi? Tôi nhìn là biết mà. Thế là anh ta cũng chiều cô lắm. Anh đừng có nhiều chuyện đó nha. Nhưng mà tôi thấy anh ta không có hợp với tôi đâu. Vấn đề tình cảm là một điều không có thể miễn cưỡng được đâu. Anh là cảnh sát đó. Tôi càng ngày càng thấy ghét cảnh sát. Tôi rất là đồng ý. Cảnh sát đối với tôi cũng không có thiện cảm đâu. Gì đó? Emmy à, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu cái gì? Cho anh xem cái ngực coi. Cái gì? Chỉ một bên cũng đủ rồi. Một bên thôi. Muốn coi hả? Em đâu lâu lạ gì chứ? Nè à, người ta là con trai vậy mà anh đừng bất tốt nữa nha. Cái thằng Quy kia y như là con rùa vậy đó. Đặc biệt nhất là cái đầu của nó. Nếu như có thêm cái mù nữa thì y hệt. Nhưng mà dạo này thành tích của cậu Quy đã tụt xuống rồi. Tôi nghĩ chắc là phải dạy thêm cho cậu ta. Nhưng mà cô đã dạy thêm cho tôi rồi, đâu có thời gian nữa. Anh thì đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Vậy thì để tôi dạy cho nó cho. Tôi đã tiến bộ nhiều rồi, chắc không thành vấn đề đâu. Anh được sao? Vì vậy cô tiếp tục phải dạy thêm cho tôi, thì tôi mới có thể dạy thêm cho nó được á. Cô hiểu chưa? Cô hiểu rồi ha. Hiểu rồi ha. Chỗ này là nhà của tôi đó, thế nào? Nói rốt ra. Anh Tinh nè, mời ngồi đi. Anh Tinh nè, anh thích chơi game TV thế nào hả? Sega hay là PC hay là siêu cấp Nintendo? Từ từ nói sao? Từ từ mà. Sao phiền phức quá vậy? Rốt trà đi. Mời dùng trà. Dạ cảm ơn. Các cháu là bạn học hả? Dạ phải. Đi học với nhau hả? Dạ phải. Là bạn học hả? Dạ phải. Các cháu là bạn học hả? Dạ phải. Sao bà biết vậy? Nội nhà nhiều chuyện vậy sao? Vô đi. Cứ nói tào lao hoài. Đệ tớ của mày hả? Bà nội của tôi đó. Bà nội hả? Má của mày đâu? Ít khi có nhà lắm. Anh Tinh à, có thứ này cho anh coi nè. Chà, nè. Hơi da, cái thằng này có nhiều sách tốt quá hả? Nè. Hình như là tao tới đây để dạy thêm cho mày đó. Đừng khờ. Bà nội à, thử đi. Đừng có nương tay nha. Chơi không cần tốn tiền gì hết á. Thử đi. Đánh đi. Đánh. Ê, phải rồi, chơi vui không hả? Nè, đánh ngược lại đi. Sướng tài lắm đó. Đâu cứ đánh gì nè. Đánh góc 90 độ. Khoan. Chờ nó góc cái đầu lên đã. Rồi đánh đi. Hey, very good. Ê nè, nó phải dùng hai bàn tay cầm lại đánh á, nó mới có sức chứ. Đánh đi, thử đi. Nè. Bây giờ đánh còn mạnh hơn là con đánh được. Cái thiệt là không ngờ. Khi mà đến ngày Open Day thì các trò hãy phụ trách bộ phận giải trí. Còn chủ đề của sự giải trí này là chuyện đời xưa như đồng, tức là tuyết cô thất hữu các tờ thế nào. Thôi được rồi, các trò hình như là lố lăng quá đi nhờ. Biết thôi à,
Thật ra cái trò chơi mà chúng tôi thích á, không phải là cái thứ này đâu. Nếu mà không tin á thì cô cứ hỏi các bạn đây coi. Đúng rồi. Hỏi 11 đi. 11 bạn ngày thường thích chơi gì hả? Chơi game. Có nghe chưa? Tôi không thích chơi đó. Phải nè. Thật ra lần này tụi mình nên kiếm cái gì mới mẻ và kích thích để mà chơi thử đi nha. Các bạn có ý kiến gì không? Súng bắn hơi đi. Phải rồi. Dùng cái bạo lực không có tốt đâu. Mấy anh thấy có đúng không hả? Không thể phủ nhận là chơi như vậy thì hơi bạo lực một chút. Nhưng mà có chơi còn hơn không mà hả? Nè, ăn cơm đi ha. Ăn cơm đi. Tại vì tôi dạy thêm cho nó đó, dạo này tôi kèm nó thường lắm mà, cô cũng biết mà hả? Nếu mà tất cả học sinh ai ai cũng giống như anh thì tốt lắm rồi. Ê, xin đừng có nói như vậy, nếu như các giáo sư ai cũng như cô thì mới tốt mà. Anh lại bắt chước nó a vua nữa hả? Tôi cắt cô. Tôi đập anh. Tôi bao cô. Vậy mà không bắt được bàn tay cổ nữa. Thì là thất bại quá đi ha. Cái thằng khốn nạn nó mất tiêu rồi. Bà nói à, tôi không về nhà ăn cơm đâu. Được rồi nha. Cái điện thoại này đã quá. Nè anh Quy à, anh Quy à, tiền tháng này anh nhận đi ha. Được mà. Cảm ơn Quy nha. Ê, đừng cảm ơn tao, cảm ơn anh Tinh đi. Cho chút đỉnh đi ha. Anh Tinh không thích người khờ đâu. Wow, quyển sách này anh Tinh thích lắm đó. Coi như là trả tiền tháng sau. Wow. Anh Quy tặng cho anh nè. Anh thật. Nè, có tin mừng cho mày nè. Ê, tôi kêu mày đó. Sao thấy mặt tao trốn vậy? Nè, đứng lại. Sao cũng biết nhúng vậy? Không phải tại tôi đâu, tại anh đột nhiên muốn nhúng nhảy thôi. Cái thằng khốn nạn, mày hại tao hả? Còn chạy hả? Nè, giang hai chân ra. Thay cho tôi đi anh Tinh à. Tao đã kêu mày đứng lại mà, sao còn chạy nữa hả? Thằng khốn nạn. Tôi không muốn vậy đâu. Tên gì? Quỳnh Tiểu Quy. Nhà ở đâu? Cũ luôn được. Chỗ nào? Ở bên cạnh khách sạn Lý Tưởng. Quay mặt lại. Hai tay để đâu? Giữ mặt với tao hả? Cái này là cái gì? Điện thoại của anh. Tao biết rồi. Biết sao con hỏi? Dám trả lời hả? Còn đây là cái gì? Là tiền. Tao không biết sao. Sao con hỏi? Vậy tao hỏi mày không được hả? Tao hỏi mày không được phải không? Nói đi hả? Được chưa? Được hả? Được. Như vậy lập tức nói tao nghe. Cái này là cái gì? Nói đi. Là tiền đó. Tao biết rồi. Sao còn hỏi? Thằng khốn nạn. Mà nói cho tao biết à. Nếu không mà tao lấy cái gắn kéo kẹp bể cái đầu của mày đó. Đừng kẹp nha, tiền này của anh đó. Mắc mớ gì tới tao hả? Tiền bảo hộ. Bảo hộ cái gì? Là tiền thủ thông của các bạn học, mỗi người 30 đồng. Bây giờ mình có tiền có thế lực, là đệ nhất thiên hạ đại môn phái. Môn phái đệ nhất thiên hạ? Phải rồi, phái chữ Tinh. Hoặc là chữ Tinh đi đầu cũng được. Đại ca. Tụi bay nghe tao nói đi. Tao không phải là đại ca đâu. Lập tức lấy tiền gì đi. Lấy tiền gì? Ê, không phải là kêu anh đại ca đâu. Là kêu tôi đó. Kêu ông ngoại đi. Ông ngoại. Rất là ngoan hả? Thôi đi lão đại, đừng làm lỡ dở hết cả trường, làm phiền hai đứa tôi đó. Mày là em út của tao, bị ăn hiếp ở trong trường. Không nể mặt mày tức là không nể mặt tao, phải không Tiểu Yêu? Đúng vậy. Ở khu vực tao muốn mở chi nhánh hả? Như vậy sao được, đâu phải 71. Nó còn cờ khảo lắm, đâu có biết gì đâu. Để coi nó có ba đầu sáu tay không. Anh sếp à, thằng Phi tới rồi kìa. Hình như là tới kiếm chuyện với anh đó. Cẩn thận nha hả? Nè, đừng có lo. Phải rồi. Không có sao đâu. Phải rồi, lên. Tan học rồi. Lên đi. Về cái này em buổi sướng nha. Ngoại. Qua đây đi ngoại. Qua đây. Tao làm ngoại mà. Nghe rõ chưa? Anh tin à. Đại Phi tới kiếm anh đó. Lại kiếm tao. Nó nói ai lớn thì kiếm người đó. Tức là kiếm anh rồi. Nó kiếm mày đó. Mày là đại ca thì nó tìm mày. Ngoại à, tao có gì đi chờ đây. Ê, thằng kia qua đây đó.
đại ca đó phải không? Ờ, anh bạn, mình giỏi chứ. Anh là đầu sỏ phải không? Nghe nói ghê gớm lắm hả? Anh nói gì vậy chứ? Kiếm ăn ở địa bàn của tôi, sao không cho tôi biết trước? Anh là ai đó? Trong nhà của tôi là tôi thứ hai. Tôi có người chị cả, nhưng mà chị đã thành hôn rồi. Bây giờ hai chồng chỉ định đi di cư. Mày sổ đại ca rồi hả? Ê, có cảnh sát. Anh bạn, anh may mắn đó nha. Coi chừng được, lần sau không ai vậy đâu. Anh làm cái gì vậy? Bây giờ em còn dạy thêm cho Tinh Tinh nữa hả? Phải rồi, thành tích của cậu ấy tuy không có được khá cho lắm, nhưng mà cũng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Em biết bây giờ nhà trường có thêm một ban xã hội đen hay không? Xã hội đen à? Em đã có nói rồi, em không lấy tài liệu của học sinh cho biết đâu. Ai hỏi tài liệu của em đâu, anh chỉ muốn nói cho em biết nhà trường có thêm một ban xã hội đen mới nữa, có chữ Tinh đi đầu, đại ca nói là Châu Tinh Tinh mà em đang dạy thêm đó. Thật hoang đường. Em cảnh cáo anh, người đó là học trò của em, chứ không phải là đại ca của xã hội đen. Nhưng hắn là kẻ hại người đó. Em đã có nói danh nhiều lần lắm rồi, trong trường của em không có ai hại người hết. Bọn học sinh nó không tốt thì mình có trách nhiệm đi dạy dỗ tụi nó. Được rồi, rồi, thôi đi, đừng nói nữa. Anh không muốn gì nó mà tổn hại đến tình cảm của tụi mình, ok? Em không dạy thêm cho nó được không? Anh là bạn trai của em, anh sợ bị thiệt thòi đó. Em dạy cho học sinh là phải biết tín nhiệm người bên cạnh mình. Nhưng mà anh lại dạy em đừng có tin học trò của em. Hay là tối nay chúng ta dọn phòng học đi. Ba của tôi đang ngoài để bắn chim, mất công có nhiều ông ta. Cô không sao chứ, Miss Hồ? Dọn phòng ông bà đi. Được. Ê, mở phòng hả? Sợ cái gì? Đi ra ngoài đi. Đi đâu? Muốn đi Quảng Châu cũng được mà. Nè, anh một cái, tôi một cái. Chú lầm rồi. Đâu có làm chứ, thứ này rất mỏng đó. Vậy à? Phải. Tôi tuyệt đối không phải là cái loại người mà chú tưởng đâu nha. Và tôi cũng không bao giờ dùng. Ê, cầm lấy đi, người ta là con gái tốt, nhớ đừng có hại người ta nha, biết không hả? Đi là được rồi, nói nhiều quá vậy. Đồ điên. Có lộn không đó, nhà của tôi biểu tôi ra phố. Có phải ông là ba ở cho Tinh Tinh không? À, phải, chính tôi. À, đúng rồi đó. Kẹo đó mà. Chưa bình gum thôi. Mình đi học đi. Anh tưởng tôi ngốc hả? Anh làm tôi thất vọng lắm. Ê, bố người ta, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, à, cứu tôi, à, cứu tôi, cứu tôi. Chú Đạt à, xảy ra chuyện gì vậy hả? Không sao chứ? Không sao, không sao. Thế là đi sao? Ah!
Ê, đừng đánh nha, tha tôi đi nha. Tha tôi đi. Lại cho mày tới. Đại phi đó. Tha tôi đi. Cho tôi cơ hội đi ha. Cho mày cơ hội để làm cái gì? Cho tôi chạy đi mà. Chạy đâu? Không biết nữa. Về nhà ngủ đi. Má mày đang chờ mày đó. Anh Chế à, anh thiệt là xứng danh đệ nhất sát thủ đội phi hổ đó. Đó là công ty cơ bản cảnh sát hoàng gia thôi à, không lẽ tệ giống như chú sao? Đúng vậy rồi mà. Ê, ba, ba, ba.